Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm Indonesia kéo dài trong vòng 2 ngày kể từ hôm qua 27 tháng 7. Tại Indonesia, ông Cameron đã có cuộc gặp Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ông Lê Lương Minh. Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Anh David Cameron và đại diện 31 doanh nghiệp Anh trong chuyến thăm Đông Nam Á, sau đó là các nước Malaysia, Việt Nam và Singapore. Trong chuyến công du kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Cameron muốn tăng cường quan hệ với các thị trường đang tăng trưởng nhanh trong khu vực để thúc đẩy các dịch vụ và hàng hóa của Anh vươn ra ngoài khu vực đối tác kinh tế lớn nhất là EU. Một trong những mục tiêu của chuyến đi này là thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và ASEAN, được kỳ vọng là có thể mang lại 3 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế Anh mỗi năm. Cùng với đó là các hợp đồng thương mại trị giá hơn 750 triệu bảng sẽ được ký kết.